Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy để chọn bộ bảng main của điện thoại OnePlus 7 Pro đang chờ thay mới sửa chữa tại giao diện cao cấp.vn. Qua thời gian thì việc điện thoại OnePlus 7 Pro bị lỗi hỏng main là điều khó tránh khỏi. Có rất nhiều nguyên nhân, có thể do rơi va đập, có thể rơi vào nước, dùng sai điện áp gây hiện tượng lỗi hỏng main trên điện thoại OnePlus 7 Pro. Hiện tại giao diện cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại OnePlus 7 Pro nói chung và phần bảng main của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới main, sửa lỗi hỏng main cho điện thoại OnePlus 7 Pro của quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới bảng main cho điện thoại OnePlus 7 Pro, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại OnePlus 7 Pro hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.